Xin chào các bạn, mình có đây là bộ đầu kẹp manh răng dành cho máy khoan, kích thước từ 1,5 cho đến 13mm. Có thể sử dụng được cho các dòng máy khoan như Bosch, Makita hay là DeWalt, hoặc là bạn có thể sử dụng để chế ra một chiếc máy khoan hay là bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Nó bao gồm 3 bộ phận chính. Đây là đầu kẹp mũi khoan. Còn đây là thiết bị dùng để hãm mũi khoan. Và chiếc trục này thì dùng để cố định kẹp. Đầu kẹp manh răng này có thể sử dụng cho khoang mũi từ 1,5 cho đến 13mm. Các bạn có thể xem thông tin chi tiết cũng như đặt hàng trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ Chợ Sắt Hải Phòng.